liên quan vụ việc đường lưỡi bò xuất hiện trong bộ phim truyện hoạt hình Everest người tuyết bé nhỏ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có thông tin chính thức về kết quả kiểm tra và xử lý. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định áp dụng cơ chế kỷ luật, khiển trách đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh và bà Lý Phương Dung, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, kiểm điểm rút sở nghiệm đối với ông Nguyễn Danh Dương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Về phía bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bộ Văn hóa quyết định thôi giao nhiệm vụ quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh từ ngày 28 tháng 10 năm 2019. Thứ trưởng Tạ Quang Đông sẽ điều hành Cục Điện ảnh từ ngày 28 tháng 10 năm 2019. Hình ảnh đường lưỡi bò được cài cắm trong bộ phim. Bộ cũng giao Cục Điện ảnh áp dụng cơ chế kỷ luật khiển trách đối với ông Khuất Duy Tân, trưởng phòng phổ biến phim và ông Trần Trung Dũng, trưởng phòng nghệ thuật. Về phía đơn vị nhập khẩu phim Everest người tuyết bé nhỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền 170 triệu đồng 170 triệu đồng và buộc tiêu hủy tang chứng vi phạm các file phim kỹ thuật số đã nhập, các tài liệu quảng cáo phim. Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam đã chấp hành và nộp phạt theo đúng quyết định của Thanh tra Bộ. Bộ Văn hóa giao Cục Điện ảnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương bổ sung nhân sự, nâng cao năng lực đối với công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục Điện ảnh nói bình thường và phòng phổ biến phim nói riêng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị và phần mềm công nghệ phục vụ công tác thẩm định, cấp phép thông thường phim, tiếp tục kiện toàn nhân sự và nâng cao khả năng của Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim. Cục Điện ảnh cần phối hợp với vụ pháp chế trong việc nghiên cứu dự, đề xuất sửa đổi luật điện ảnh và các nghị định hướng dẫn, trong đó cần sửa đổi chế độ thẩm định, cấp phép thông thường phim phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời làm rõ rệt trách nhiệm, chế tài xử phạt đối với các đơn vị phát triển, nhập khẩu phim trong trường hợp vi phạm, nghiên cứu dự, tham mưu lãnh đạo bộ xem xét, phân cấp việc thẩm định, cấp phép thông thường phim đối với các địa phương phục vụ tiêu chuẩn, điều kiện và có đề nghị được phân cấp việc thẩm định, cấp phép thông thường phim. Bộ Văn hóa cũng giao Thanh tra Bộ lên tiếng kết luận kiểm tra đến các cơ quan đã cử người tham gia Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện theo quyết định số 1300 ngày 5 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện để các cơ quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Kết quả kiểm tra, đánh giá mức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, bộ phim truyện hoạt hình Everest người tuyết bé nhỏ nhỏ tên quốc Abominale, hợp tác phát triển năm 2019 bởi hãng phim Dreamworld Animation Studio Mỹ và Bitudo Trung Quốc. Chất liệu phim kỹ thuật số, độ dài 98 phút, ngôn ngữ, tiếng Anh, được công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam trình đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim ngày 9 tháng 8 năm 2019, công chiếu từ ngày 4 tháng 10 năm 2019. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về hình ảnh liên quan đến đường lưỡi bò sinh ra trong bộ phim, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ dẫn Cục Điện ảnh kiểm tra và yêu cầu đơn vị phát triển rút toàn cục thông tin trên các phương tiện truyền thông, hoàn thành chiếu phim trên toàn cục hệ thống rạp từ tối ngày 13 tháng 10 năm 2019. Ngày 14 tháng 10 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Thứ trưởng Tạ Quang Đông trực tiếp chỉ dẫn Cục Điện ảnh khẩn trương tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm những sai sót của cá nhân và cộng đồng liên quan trong quá trình thẩm định, duyệt và cấp phép thông thường bộ phim truyện hoạt hình Everest người tuyết bé nhỏ nhỏ, tham mưu kiện toàn Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện, đồng thời nghiên cứu dứt thành lập bộ phận giúp việc hội đồng đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra lại quá trình cấp giấy phép thông thường phim đối với bộ phim Everest người tuyết bé nhỏ nhỏ.